Sáng yếu quá. À, thế Thành Liên nó mua Z3 chưa? Mua rồi à? Mua đâu? Hôm đấy mua luôn à hay hôm sau? Bao nhiêu? 8 à? Quay. Mẹ chẳng lẽ nghiêm. Lâu mà có cái thú vui này. Bình thường có dùng cái điện thoại làm gì đâu. Check mail hết. Không sớm sớm nữa em ơi. Nhưng hôm thứ bảy hôm trước là lên cũng được. Mát mát rồi. Xấu lắm. Đéo ơi. Đợi tí. Dùm này vỡ té loe. Đợi tí. Rồi, đăng ký vé tháng ở đây.